Chào 500 em YouTuber. Thì bây giờ là sẽ tiến hành là làm máy 110 cho xe quay thái 100. Xe này quay thái 100 chứ quay quay thái 10 nha các bạn. Do chủ xe người ta lên dàn vỏ dàn áo nó vậy thôi. Bây giờ máy này á thì của một anh shipper giao hàng. Bây giờ một cái xe 110 em một cái xe 100 mà lên 110 thì em sẽ nhận là từ 12 cho tới 15 triệu là chỉ phần máy, chưa tính phần vẹn ngoài. Xe này thì đây tin quay đây tay thắng luôn không còn, thì em sẽ làm bộ phận này cho anh trai luôn để cho an toàn khi đi giao hàng, là em làm tay thắng cầm dây thắng với đồ, với lại kiểm tra sườn bọng rồi cho anh trai thay cao su các chân. Khi mà lên 110 thì cổ bô bắt buộc phải thay luôn đó, thì em sẽ thay cổ bô rồi em sẽ kiểm tra sườn của anh trai, nói cũ anh trai có đi bị tung tan lần đó. Thì bây giờ mình sẽ gỡ ra mình làm những cái gì như thế nào mình sẽ quay cho mọi người coi. Rồi cái máy này thì chắc chắn em bỏ hết, em bỏ đầu lòng đồ hết luôn. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, chào tạm biệt mọi người. Rồi chào 500 em YouTube. Thì đây là cái quay thái 100 của anh trai shipper. Rồi bây giờ xe này anh trai shipper á là đang đi là lưỡi 6 cục luôn. Dĩ đề lô, qua lăng lô luôn nha các bạn. Đây qua lăng lô luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hết tất cả, bởi vì anh trai này á là anh sẽ lên máy 110 thì xe của người ta như thế nào mình không bàn, mình chỉ giữ lốp số lại và mình phải kiểm tra cái lốp số coi thử là xe này là chạy máy rồi luôn nè đó. Thì giờ mình sẽ kiểm tra lốp số thử tuôn sơ mi cuộc sơ mi không mình làm lại, còn mình sẽ thay phụ tùng 110 số, thay số mới hết. Rồi cổ phụ dáng 3 thì mình gỡ ra mình làm cổ phụ dáng 3, nhông xe dĩ á mình phải thay, bởi vì sao mình thay, bởi vì dĩ xe này á là mòn bồn nhọn quắt luôn rồi nè các bạn, đó nhọn quắt rồi đó. Và tình trạng sườn bọng đồ sao như thế nào á thì mình cũng quay cho chủ xe coi luôn. Thì chủ xe có yêu cầu mình làm sườn, nhưng mà sườn xe này theo mình đánh giá là không cần làm sườn lại đó, thì có kiểm tra gấp đồ thử có mục hay không thôi. Lát nữa mình cạo bớt đất cát ra mình coi gấp, rồi mình làm gấp cho chủ xe. Giờ bánh sau này mình sẽ đem đi đóng tăng bu, đóng cốt má đầm đó, mình sẽ đem đóng tăng bu, đóng cốt má đầm, rồi mình rút căm lại cho anh trai, bởi vì anh trai này cũng hơi nhiều ký chút lắm, chắc cũng 8 mấy ký à, rất nhiều, 8 mấy 9 mấy ký à, đã vậy chở hàng nặng nữa, sẽ làm kỹ cho anh trai. Còn về phần máy đó mình sẽ dê lại qua lăng alpha xịn luôn. Rồi tình trạng xe đã báo cáo xong, cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người. Chào 500 em YouTuber. Thì hôm nay em tiếp tục đến với chương trình là làm máy quay alpha, chính xác là máy quay thái 100 đầu lòng sắt lưỡi Trung Quốc lên thành máy quay thái 110 đầu lòng xịn dân xịn. Thì cũng cách đây vài tháng thì cũng có một số tranh luận, giống như có một số chỗ đồ làm đồ rẻ hoặc bóc phốt móc lớp đồ á, nhưng mà thực sự những cái đó em không quan tâm. Em chỉ quan tâm là em sử dụng đúng đồ chính hãng, em làm tốt cái nhiệm vụ của em dành cho khách là em ok. Còn em không có quan tâm là người này nói kia, người kia nói sao hết á. Em chỉ cần là sử dụng đồ đúng chất lượng, đúng phụ tùng thì khách ủng hộ em làm vui rồi. Giờ đầu tiên ở đây là về cái lốp số của chủ xe, thì em sẽ rửa sạch sẽ đồ lại, kiểm tra số máy số đồ, coi thử sơ mi đồ á có tuột sơ mi hay không, rồi em sẽ phay lốc phay đồ lại. Tiếp đến là giờ cái lốc xả nhớt, thì em sẽ thay một cái lốc xả nhớt đúng của quay thái 110 xịn 3 chữ A. Cái thứ hai là em sẽ thay một cái dên mới. Cái thứ ba là em sẽ thay một bộ số mới. Cái thứ tư là em sẽ thay một bộ bù đông đầu mới. Bạc đạn máy thì em thay sẵn bạc đạn máy NTN vô đây rồi. Giờ phần nồi á thì xe này á là xài nồi quay 100 là chung với nồi xe rim, thì em sẽ lên hẳn luôn là nguyên một cụm chính hãng Honda Việt Nam. Và cái việc mà lên nguyên bộ nồi chính hãng này á thì có cái hú có cái không hú nha các bạn đó. Em lên nguyên bộ nồi là vậy, thì trong hãng á, người ta bán nguyên bộ nồi á là người ta bán nguyên cụm, người ta ráp lại đó, nó như vậy người ta ráp lại cho mình. Giờ là bắt đầu mình ráp hơn, thì khi mà ráp vậy tỷ lệ rủi ro nó cũng cao lắm các bạn, bởi vì trong hãng thì nó không cho mình đổi, cho nên là việc lựa chọn ra một bộ nồi mà không hú á
mà đúng nồi chính hãng Honda Việt Nam á, rất là khó khăn đó. Thì trong đây là có lò xo zin, bố nồi lá sắt zin hãng hết nguyên cụm, rất nhiều chi tiết. Đây hãng người ta ráp ráp bố ba càng chuông đế đồ hết, gồm rồng bơm nhớt rồi cái miếng sắt này nữa đầy đủ. Qua đây thì em sẽ xe đang đi bộ lưỡi Trung Quốc thì em sẽ thay lại một bộ lưỡi quay pha xịn luôn đó, cũng chính hãng hết. Và em xài lưỡi phay pha, em không có xài lưỡi quay 110. Thì mình cũng chia sẻ thẳng đây, bởi vì mình làm xe zin, mình không phải đấu đá hơn thua với ai hết. Lý do em xài lưỡi quay pha bởi vì dịu nhẹ cái máy hơn, nó không có róc và nó không tưng cái xe. Mình xài lưỡi 110 nhiều khi nó tưng nó khó chịu. Về phần lòng thì em sẽ sử dụng một cái lòng 110 theo xe, em rửa sạch sẽ rồi lại bê tông ấy tăng đa. Đầu thì em sử dụng đầu AT đó, cũng rửa đáy rồi sạch sẽ rồi lại. Bơm nhớt thì em xài bơm nhớt Trung Quốc, em nói thẳng luôn em xài bơm nhớt Trung Quốc của đó giờ. Và thực sự luôn, nhiều anh em chơi quay rim rành thì ai cũng biết cái bơm nhớt Trung Quốc đó, nó xài ngon hơn và nó mạnh hơn cái bơm nhớt zin theo xe rất là nhiều. Đây là tất cả ron Ford, ron đầu, ron chân lâm, đồ chính hãng đó, zin Ford, đồ em thay zin Ford mới hết. Thì bây giờ là sẽ tiến hành ráp cái máy quay alpha, máy quay thái 100 thành máy quay thái 110. Sau khi đó là mình sẽ kiểm tra là bình xăng, cổ bô, mình thay cổ bô đồ cho người ta. Rồi mai em làm nhiều chân, hồi sáng giờ em bỏ em rút cam đóng năng bu rồi từ 8 sáng tới giờ chưa xong luôn, rất là lâu đó. Ngày mai em sẽ tiến hành quấn vô dàn chân. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, chào tạm biệt mọi người. Rồi chào mọi người, giờ trời tối luôn ha, tính ra làm dàn chân rất là lâu quá các bạn, bởi vì phải rút cam nè, phải đóng năng bu nè đó, đóng năng bu nè, rồi đóng lưng mặt đạn nè, đây đưa đem lưng mặt đạn lại, phải đóng lưng mặt đạn nữa nè, mặt đạn cái cù dĩa đâu, cù dĩa đóng lưng nữa, tăng bu ở sâu à, đúng không, tăng bu ở sâu á, hõm vô rất là sâu, phải đóng lại nè, rồi phải đóng cốt má đùm nè, đó mình thay bằng cốt má đùm khác nè để cho này nó khỏi lắc nè, rất là quan trọng. Rồi cái cù dĩa, nói chung xe này hư nát luôn, cù dĩa này lỏng lưng cù dĩa luôn, phải đóng lại nữa nè. Rồi giờ thay bộ nhôm sinh dĩa mới nè, rồi bắt đầu vô bi rồi mới nè, bi là gì, là bạc đạn bánh đó các bạn, bạc đạn trước bánh trước sau mà xài NTN mà đúng mắt in da băng luôn nè đó. Thì giờ anh David với em với lại anh Nguyên sẽ tiến hành thay vô đó, cho xe quay 43200 bắt đầu là quýnh cái bánh trước. Rồi cổ vụ chân ba Nguyên làm rồi. Những cái này là mình chích keo silicon, nói thẳng là những cái xe này nó quá nét rồi, nó không có còn gì để hàn nhựa được hết, chích xe silicon rồi mình bắn ốc vô luôn đó. Thì chạy cái xe, những cái xe này là cái xe chở hàng, thì tập trung vô là máy phải ngon, dàn chân phải cứng, với lại giờ mấy cái xe này thực sự chạy á, nó rè mà rè muốn trốn luôn, thì đúng nghĩa luôn á, mình thay sau khi mình làm gì xong á, dàn áo mình cố định được cái nào cho người ta cho nó khỏi rung thì cố định. Làm vậy thì thực sự là rất là ngon, mà chạy cái xe dễ chịu nữa, chứ một cái xe chạy mà nghe dàn áo rung không khó chịu lắm các bạn. Chào 500 em YouTube. Bây giờ đây là cái quay pha 100, em làm máy 110. Thì đây khi mà làm máy 110 em nhận 12 15 triệu là em chỉ làm vậy nè. 12 15 triệu là em chỉ làm phần máy. Cổ bô là tính riêng. Bình xăng là tính riêng. Thì ví dụ như bình xăng này anh đã biết với em, anh đã xúc rửa đồ xong xuôi gắn lên xe chạy thử rồi. Chạy thử không ngọt. Nó lụp sụp thì mình mới thay bình xăng mới, chứ không phải đợi ba vô mình thay bình xăng người ta liền đó. Bình xăng nãy để đâu rồi anh đâu biết tí em, đây đồ cũ khách là một bao luôn. Đây nó sách mắt trứng đã biết tí em, anh rửa rất là sạch sẽ đó, anh có rửa lại cho chủ xe đó, nhưng mà vô rồi chạy không có được, chạy nó bị sao anh đâu biết tí em, bị lụp sụp hoài rồi canh không có được. Bây giờ anh đã biết tới em mới thay một cái bình xăng mới, xe này anh đã biết tới em ráp luôn đó. Thì đầu lòng rồi, giờ bấm nổ máy thử, êm ái ngon lành nhẹ nhàng. Xe này thì thay lại cầm. Rồi chào anh em YouTube, chị với tái 100 lên 110 của con chú chị rồi ráp. Xe này mình vừa ráp máy xong nha, giờ cầm ra điều cũ chạy thử, chạy đô đai cho con chú luôn.
đang đợi số 4 chạy luôn nha anh em, nhập lên là có. Vậy thôi nha anh em, chào anh em YouTube. Bởi vì này người ta cũng shipper chở hàng, cái nào mình đáng làm thì mình làm, cái nào không đáng làm thì mình có để lại, sau này hư tới gì mình sửa chữa tiếp cái đó. Chứ mình làm nhiều quá, đang mùa dịch đồ, anh em nhà bà con ai cũng khó khăn đó, làm nhiều để dành tiền người ta, để dành chi phí người ta làm mấy chuyện khác nữa. Thì em làm tay thắng, cầm tay thắng, dây thắng, bánh trước, bánh sau, rút căm, có thay nhâm sinh dĩ không? Đó, có thay nhâm sinh dĩ, rồi cổ phụ chén ba đó. Bây giờ là làm sao? Rồi thay cầm cao su cái chân trước nè, rồi giờ xong mình sẽ thay cái chống nghiêng này cho em trai luôn. Rồi chào mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều, lát chiều em trai qua thì sẽ xin cảm nhận của em trai.